Chào bà con, hôm nay giới thiệu cùng bà con cái cây dược liệu, cây giống dược liệu. Đó là cây khôi nhung, đó là cây khôi nhung tía bà con nhé. Đây là cây khôi nhung tía. Đấy, đây là cây giống khôi nhung tía. Đấy, đây. Cây này chúng tôi đang ươm. Cây cũng lên khá tốt rồi bà con ạ. Đây là cây giống khôi nhung tía các bác nhé. Đấy, đây ạ, cây giống khôi nhung tía. Đây các bạn, lá dưới này, lá mặt dưới của nó này, tím sậm mà này. Hiện nay trên thị trường có hai loại cái cây khôi nhung tía, hai loại khôi nhung các bạn nhé. Đó là khôi nhung tía và khôi nhung đốm. Đấy, dễ mọc ra này các bạn nhé. Thì cây khôi nhung này là loại một cây dược liệu chuyên chữa về các bệnh về dạ dày. Đấy, dạ dày, viêm này, rồi ung thư, rồi là dạ dày, rồi là chuyên về bệnh dạ dày các bạn nhé. Đấy, hiện nay trên thị trường thì lá khôi nhung này nó bán khoảng 350.000 đến 450.000 một kg khô. Cây lá khôi nhung khô này thì hiện tại bên trung tâm chúng tôi thì đều có cả cây giống, và chúng tôi có cả cái sản phẩm lá khô, lá khô để bán cho các bác nhé. Đấy, và các bác nào mà đang bị dạ dày hay là đang bị dạ dày hay là đang bị về vấn đề hay thì các bác có thể là sử dụng cái cây khôi nhung này được, cái khôi nhung tía này các bác về lá, các bác về đun nước các bác uống thêm là hàng ngày thôi, nó rất đơn giản. Cái này thì nó mùi vị của nó thì cũng không được đậm cho lắm, nó hơi nhăn nhát đấy, nhưng mà các bác đun kỹ đấy, thì ta uống một thời gian thì nó sẽ đỡ rất là nhiều các bác nhé. Vì hiện tại trung tâm chúng tôi cũng đang có cái cây giống khôi nhung như này đấy, cây giống khôi nhung tía đấy, em quay cho các bác xem đấy. Đây đấy, một vườn khôi nhung để các bác lựa chọn đấy. Đây khôi nhung này các bác này đấy, đây chưa. Đấy, cây khôi nhung tía rất là tốt cho các bệnh về dạ dày. Các bạn chỉ dùng khoảng đôi ba cân thôi, này trong vòng khoảng 3-4 tháng để các bạn thấy nó đỡ ngay, đỡ ngay. Đấy, đây cây khôi nhung các bác nhé. Đấy, cực đẹp. Ngoài cây khôi nhung ra chúng tôi còn có rất nhiều những cái cây giống khác đấy, như là ba kích, đàn hương, trầm hương, vân vân, rất nhiều loại các bạn. Đấy, rồi này, cây giống ba kích đây các bạn này. Cái giống, tôi xin lỗi, là cây giống khôi nhung tía các bạn nhé. Cây giống khôi nhung tía cực kỳ đẹp luôn các bạn. Lên thế này thì bà con có thể là lấy về trồng ngay được, trồng ngay các bạn nhé. Đấy, rồi các bạn nào có nhiều nhu cầu hãy liên hệ với chúng tôi theo số hotline mà chúng tôi đặt ở dưới tiêu đề nhé.